Mới đây, gia đình bà Phạm Hồng Ty ở Thừa Thiên Huế đã đào được một củ sắn to gần bằng một bạn học sinh tiểu học. Sự việc đã thu hút rất nhiều người dân hiếu kỳ đến xem. Đây chỉ là một phần còn lại của củ sắn có kích thước khủng của gia đình bà Phạm Hồng Ty ở đường Nguyễn Huy Tường, tổ dân phố 5, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Củ sắn có đường kính tới hơn 80 cm, dài gần 1 mét, nặng hơn 15 kg, được bà Ty đào lên tại bờ tường trước nhà từ đầu tháng 12 năm 2020. Sau khi củ sắn được đào lên, những người hàng xóm đã đến xem và không khỏi kinh ngạc trước kích thước của nó. Bà Ty cho biết cách đây khoảng 5 đến 6 năm, bà trồng trước nhà cây lộc vừng. Do sợ cây ngã nên bà lấy cây sắn làm cột trống. Không ngờ sau đó cây lộc vừng không sống mà cây sắn đã đâm chồi và phát triển. Thấy cây sống tốt, bà cứ để vậy, thỉnh thoảng chỉ chặt tỉa bớt cành. Mới đây khi ra quét đường, bà thấy củ sắn chồi lên mặt đất, cứ ngỡ là rễ cây nên bà lấy cuốc ra đào lên xem, hóa ra là một củ sắn. Mình cầm chỗ ở đây mình trồng cây lộc vừng. Làm cái cột trồng này. Cái cột trồng mình mua thành phố, có sao cái lộc vừng hình chết thì mình phải để nữa. Cái giá rất khủng. Theo bà Ty, đây là loại sắn địa phương mà người dân thường gọi sắn canh nông, được người dân trồng phổ biến những năm 1980. Sắn này cho nhiều tinh bột để làm bột lọc, bột sắn được trồng mỗi năm một vụ, từ mùa xuân đến mùa hè là thu hoạch. Nếu không đến mùa đông, nước ngập úng sắn sẽ thối củ và chết. Sắn cho củ to nhưng to nhất cũng chỉ bằng bắp tay. Do loại sắn này hiện không còn thấy ai trồng nên bà Ty quyết giữ lại gốc sắn để làm giống, trồng làm kỷ niệm cho vui.